Ê, từ từ đó kìa. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải. Và Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Ở video này thì có người đặt mua cái đai lưng dòng 1 của Khải. Thì đai lưng này thì dòng 1 thân pháp 8, sinh lực 80 năm. Thì Khải bán với giá 3 kim. Thì cũng có anh em mua thì Khải bán thôi. Nói chung là đai lưng này dòng 1 mà anh em, nó sẽ cần cho đường môn Khải tới thân pháp 8 lận. Thì không biết anh này phá gì. Thì cũng mua với giá 3 kim thì ok, chốt. Khải có một cái dòng 2 nữa anh em. Khải có một cái dòng 2 mới sang boss hôm qua á. Mới sang boss hôm qua em kia đó, làm chậm 40, sinh lực nội lực 70, 80, thông pháp 2. Mà nghiệt cái là cái làm chậm là nói dòng 2 anh em. Dòng chậm dòng 2 nên là đai lưng nó Khải đang bán 2 kim thôi. Anh em nào có hứng thú mà đang thiếu đai lưng làm chậm dòng 1, dòng 2 tùy anh em thôi. Mà đai lưng kia nó ngon hơn một chút, đó là nó dòng 2 thôi anh em. Mà điều thông pháp nó chỉ có 2 điểm thôi, nó khá là phèn. Mà ngược lại thì nó lại hơn cái đai lưng này, là nó có thêm dòng nội lực 80 đó. Ok, anh em xem thì nói chung thì video này Khải cũng muốn up lên cho anh em xem. Thì cũng xanh boss mà anh em, đánh boss mà cũng muốn thu lại một ít tiền, rồi cái gì có tiền rồi sẽ mua làm tiếp tục bắt tiếp tục cho anh em xem. Và anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải luôn luôn, xanh được boss này, đồ ngon ngon hoặc là đồ tầm trung là buôn bán được nha anh em. Nói chung là chỉ cần anh em ủng hộ, like, chia sẻ được Khải có thể buôn bán được, thì Khải sẽ có kinh phí, Khải sẽ làm tiếp những lệnh bài boss tiếp theo nha. Ok, cảm ơn anh em.